Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Quế và Trùng Figure, shop bán áo và figure chính thức của hệ thống kênh The Reviewer. Cùng với đó là từ giờ đến cuối tháng cũng như đến cuối năm, chúng tôi có cực kỳ nhiều ưu đãi. Mua đi! Đến lúc bắt đầu video rồi à? Đợi tí đang cầu nguyện dở. Đúng rồi. Ơ, không phải lỗi tôi. Một cơn mưa thiên thạch bất ngờ oanh tạc New York, gây ra vô số thương vong. Sự kiện ấy khiến cho cả NASA ai cũng phải cuống cuồng điều tra. Theo lời tiến sĩ Truman, đây mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Event chính sắp tới là một tảng thiên thạch to hơn bang Texas đang trên đường xuống chơi với trái đất. Xuống đâu á? Xuống đâu thì cũng thế, vì nó sẽ hủy diệt hết. Giờ phải làm gì mới là điều quan trọng. Trong khi theo tính toán, từ giờ đến lúc va chạm chỉ còn vỏn vẹn 18 ngày. Trong lúc các nhà khoa học NASA đang bận suy nghĩ, thì cách đó nửa vòng trái đất, nhân vật chính của chúng ta, Harry, đang chơi thể thao với fan Greta Thunberg. Nhà Harry ba đời khoan dầu, đến đời ông thì chỉ ra được một đứa con gái. Vì thế Harry muốn con mình có được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng Grace, con gái ông, lại đem lòng yêu AJ, anh công nhân tay đầy dầu mỏ. Đây là AJ, Batman lúc chưa giàu và chưa đấm nhau với thằng nhà báo mặc xịp ngoài quần dài. Anh là một trong những thợ khoan đỉnh nhất của Harry, nhưng cũng lắm tật xấu nhất. Còn đây là Grace, giúp trong giường AJ từ đêm qua đến giờ. Tất nhiên là Harry ủng hộ mối quan hệ giữa AJ và Grace, miễn là AJ để một chân lại. Tao dạy mày khoan dầu, không phải khoan con gái tao. Grace đang cãi nhau với bố thì một chiếc máy bay của chính phủ Mỹ hạ cánh ở giàn khoan. Gọi ông đi. Đi để làm gì cơ? Chính phủ tìm thợ khoan thì ông nghĩ là để làm gì? Hát hội chợ à? Sau mười mấy tiếng bay, người ta đưa Harry đến trụ sở NASA. Hóa ra kế hoạch của các nhà khoa học là đưa một phi hành đoàn mang máy móc lên, khoan vào lõi thiên thạch rồi thả hột nhãn vào, kích nổ từ trong tâm nhằm làm vỡ tảng thiên thạch. Nhiệm vụ của Harry là huấn luyện các phi hành gia kỹ thuật khoan lỗ, xe chỉ luồn kim giải cứu trái đất. Nhưng liếc sơ qua mấy phi hành gia, nom có vẻ toàn lũ nớt. Harry đếch chịu. Ông bảo cái team nhà khoa học nhìn không tín tí nào. Mặc áo Trùm Cuối và có khi vẫn không tín bằng những người anh em làm cùng ông ở giàn khoan. Hay lắm Harry. Ông từ chối việc nhàn hơn là dạy phi hành gia biết khoan lỗ để dạy mấy thằng biết khoan lỗ làm phi hành gia chỉ trong có hơn nửa tháng một tí. Chỉ vì ông đéo tin những con người được lựa chọn kỹ càng trong cả triệu người mèo có đủ thể chất và trí tuệ để làm việc trong vũ trụ. Thế là người ta triệu tập đội của Harry: Bear tổ lái, Max Mama Boy, Rock Hound háo gái, Oscar bạn thân Thành Long, Chick Chapel bạn thân Harry. Grace gợi ý bố thêm cả AJ, nhưng Harry có vẻ không được khoái cho lắm. Đơn giản vì Harry phải đến tận nơi giảng hòa cho phát súng hôm trước. AJ bày đặt giả bộ không chịu, nhưng thấy Harry định bỏ đi luôn thì đành phải chịu. Cái hội này thực ra trông cũng uy tín phết, nếu bạn muốn say xỉn và đánh nhau với người lạ. Còn so với hội phi hành gia thì... Harry nói rằng chuyến này đi dễ về khó, nên ai non tay có thể rút. Nhưng tất nhiên là anh em hoạn nạn có nhau, không ai rút cả. Anh tướng mới đã đến của chú Phỉnh không thấy tương lai gì ở cái hội khoan dầu. Mà trong đấy 9 thằng thì có đến 10 thằng có tiền án tiền sự. Nhưng chịu thì chịu, không chịu thì cũng chịu, gấp lắm rồi. Đúng lúc đấy thì Harry đến. Ông nói rằng hội anh em của ông đòi hỏi nếu họ sống sót trở về sẽ được xóa tiền án tiền sự, kèm miễn thuế trọn đời. Và chưa kể mỗi người còn phải được thưởng thêm nữa. Vì nếu họ thất bại thì cả lũ tèo hết, nên NASA lẫn chính phủ đành phải nghe theo. Trong suốt những ngày sau đó, đội của Harry phải trải qua một loạt các bài kiểm tra hết thể lực đến tâm lý. Ngay sau đó lại bị ốp vào huấn luyện cấp tốc từ A đến Z. Dù kết quả có bết bát nhưng cũng đủ để qua. Thôi thì đành vậy. Sau đợt huấn luyện, tiến sĩ Truman phổ biến cho cả đội khoan lẫn đội bay hành trình lần này của họ. Tất cả sẽ chia làm hai tàu, độc lập và tự do, bay khỏi trái đất, tạm dừng tại trạm không gian Nga để đổ xăng, rồi bay đến mặt trăng, dùng trọng lực của nó để tăng tốc quay trở lại móc lốp thiên thạch. Ai đến nơi trước khoan trước, bùm, thiên thạch vỡ đôi, nhân loại an toàn. Nhưng phải cho bom nổ trước khi thiên thạch đến quá gần, còn không thì 7 tỷ người hóa kiếp. Không hề áp lực tí nào cả. Những ngày sau đó, sáng họ luyện tập khoan trong môi trường không trọng lực, tối Harry đi lùa AJ không cho đến gần con gái mình. Chúng ta đang luyện khoan thiên thạch, không phải là khoan con gái tao. Nhưng rồi nhận ra mọi người đều đang bị stress vì khóa huấn luyện, nên vào ngày cuối trước khi lên đường, Harry xin cho anh em được về nhà lần cuối, thăm bố mẹ vợ con. Có được cơ hội đó, Rockhound đi vay nặng lãi để đá phò. Nghĩ thế nào mình cũng chết nên không sao. AJ dắt con gái Harry đi chim chuột. Chick gặp lại vợ cũ và con trai. Ông xin lỗi vợ về quá khứ giữa hai người, rồi gửi cho con món quà như lời từ biệt. Những thằng còn lại chờ Rockhound về. Theo thằng trả lên ba xoắn quẩy, lỡ ngớ lại gây gổ đánh nhau để công an bắt. Trong lúc cả đám còn bận xàm lìn, một mảnh nữa của thiên thạch rơi xuống Thượng Hải, phá hủy toàn bộ thành phố. Đến lúc này thế giới mới biết sự thật, bởi vì hẳn là có mỗi NASA mới có đài thiên văn. Sự kiện đó báo cho cả đoàn rằng họ đã hết giờ chơi, đến giờ làm việc. Harry chia tay con gái, theo anh em cầm đồ trên tay, lên tàu đi cứu giúp mọi người. Biết đây có thể là lần cuối họ gặp nhau, AJ và Grace đu nhau công khai trước ánh mắt ngán ngẩm của ông già. Tổng thống mẽo lên đài phát biểu các thứ, búp tinh thần cho tất cả mọi người. Chuyến hành trình khởi đầu thuận lợi, vèo cái hai tàu đã đến được trạm không gian Nga ngố. Đen cái là ai cũng về nghỉ Tết, nên cả trạm chỉ có mỗi mình Lev, một ông Nga ngố. Và vì lâu không xuống đất nên đầu Lev trên trời 24/7, nên Nga ngố đã tiến hóa thành Nga ngố ngố.
Lev gọi AJ xuống trông công tơ xăng, nhưng không biết tại đồ ngang ngố hay tại người mẽo. Trục trặc xảy ra, cả đoàn phải bỏ của chạy lấy người, chạm không gian nổ tung. May là không ai làm sao, họ ôm cua vòng qua mặt trăng, bứt lên tốc độ bàn thờ, lao ra móc lốp thiên thạch. Sau đuôi thiên thạch toàn là vụn đá, phải bật radar lên mới có thể tổ lái đi qua. Độc lập không né kịp, bị mảnh vỡ thiên thạch văng trúng, gãy cánh rơi xuống bề mặt. Tình hình không khả quan lắm. Tàu tự do tuy không xây sát gì, nhưng vì radar nhiễu nên hạ cánh sai chỗ. Rockhorn sử dụng kinh nghiệm chơi đá 20 năm, nói rằng cả đoàn đã hạ cánh trúng vào chỗ toàn quặng sắt. Khoan, gãy tay chưa chắc đã ăn thua. Đúng lúc đó, bên xác tàu độc lập chỉ còn AJ, Lev và Bear vẫn sống. Họ tiếc thương đồng đội nhưng nhiệm vụ thì vẫn còn đó. Đành ngậm ngùi lên xe chạy về phía tàu tự do. Ở phía tự do, đội của Harry đã bắt đầu khoan, nhưng vì nền quá cứng nên chật vật mãi không xuống được sâu, nóng ruột. Thuyền trưởng tàu tự do gọi điện về cho NASA, làm tổng thống đòi ăn non, kích nổ quả bom hột nhãn từ bây giờ luôn. Dù biết như thế chả có tác dụng mẹ gì, tiến sĩ Truman cố ngăn cản việc kích hoạt, nhưng không ăn thua. Quân đội dí súng chiếm quyền kiểm soát NASA, bởi vì hẳn là một ông tổng thống 4 năm hết nhiệm kỳ thì rõ về vật lý hơn là hàng trăm nhà khoa học kỳ cựu ở đây. Trên thiên thạch, tranh cãi nổ ra. Harry chửi thuyền trưởng là thằng mách lẻ, thuyền trưởng chửi lại Harry là thằng lươn khươn. Tí nữa thì đấm nhau to, nhưng sau một hồi bàn bạc, họ thống nhất gỡ tạm quả bom để anh em đào tiếp. Đang nước sôi lửa bỏng thì Rockhorn phát điên, thức tỉnh dòng máu Hải Phòng, đòi nói chuyện với thiên thạch bằng đạn hoa cải, làm anh em phải nhảy ra bắt lại. Vừa giải quyết xong Rockhorn, máy khoan đã va phải một túi khí ga, phát nổ làm Max bỏ mạng. Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức nhân loại chìm sâu. Một mảnh thiên thạch oanh tạc Paris, biến thành phố thành bãi chiến trường. Tất cả mọi người dường như no hope, thì AJ và những người bạn lái chiếc xe và máy khoan còn lại tìm đến nơi, công việc lại phải tiếp tục. Tất nhiên là sau khi cả đám đã dán Rockhorn lại trên tàu bằng băng dính, sau một hồi vật lộn, họ đã có thể khoan được đến đúng độ sâu chỉ định. Khi họ đang chuẩn bị cái lỗ để thả quả bom vào, một cơn bão đá lại nổi lên, làm một phi công bỏ mạng. Harry và AJ quay ra chỗ quả bom thì phát hiện ra cơn bão đã làm hỏng bộ điều khiển từ xa lẫn thiết bị hẹn giờ. Ai cũng hiểu như vậy có nghĩa là phải có một người ở lại bấm nút. Thay vì tranh nhau rút lui thì cả lũ tranh giành nhau quyền bấm. Và thế là cả đội trừ Rockhorn rút thăm trúng thưởng. Đen thế nào AJ lại gắt cha vào slot ở lại. Harry dẫn AJ ra ngoài tàu để từ biệt lần cuối. Nhưng rồi bất ngờ, ông tháo ống dưỡng khí của AJ, cướp lấy kíp nổ của quả bom. Bỏ mẹ, Harry là imposter rồi. Không đùa rồi. Sự thật là Harry vẫn luôn coi AJ như con trai mình, nên không thể để anh lao đầu vào chỗ chết được. Harry đi rồi, ông giao lại nhiệm vụ chăm sóc Grace cho AJ. Nhớ đừng khoan mạnh quá. Những người còn lại chuẩn bị nổ máy rời đi. Trong khi AJ còn chưa hết thẫn thờ, Harry FaceTime với con gái lần cuối, đang trong lúc nước sôi lửa bỏng. Động cơ lại gặp trục trặc, làm phi hành gia Nga ngố phải trổ tài sửa chữa. Ông sửa phi thuyền như cái cách phụ huynh châu Á dạy con, cầm cờ lê quất thật lực vào nó. Con tàu cất cánh, đưa những người còn lại trở về trái đất. Một cơn bão đá nữa xuất hiện, nhưng cũng không ngăn được Harry bấm nút. Thiên thạch vỡ đôi, nhân loại thoát chết trong gang tấc. Những người sống sót trở về, Chick nối lại tình xưa với vợ cũ. AJ và Grace kết hôn, sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ai cũng vui, trừ những người đã chết. Và tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại.